đây ghi lại hình ảnh cái túi này đây. Như vậy là bác đã lấy chiếc đôn gỗ lim này và đôn trường kỷ gỗ lim và pho tượng Di Lặc. Anh vừa bảo là chỗ anh là chợ hang ở chỗ nào nhỉ? Chợ hang thôn gì? Hỏi chợ hang thì lên đấy gọi điện em phi với xe máy như đấy. Ta nhà mình là gần chợ hang gì? Chợ đấy nó có 3 cây thôi. Chợ hang là thuộc về xã gì? Thôn xã Phú Thịnh, huyện Vân, huyện Kim Động. Rồi. Đấy, hai cái đấy. Rồi. Thế em ghi giấy cho bác đi. Cảm ơn bác. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2016. À mùng 8 âm. Mùng 8 tháng 10 âm. Nãy là mùng 7, bây giờ là mùng 8.